ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើជ្រក់សណ្ដែកគួរឲ្យស្រួយឆ្ងាញ់ចាញ់ចំពោះសណ្ដែកគួរតាមពិតទៅយើងអាចមកធ្វើជ្រក់បានដោយតែជ្រក់ស្ពៃជ្រក់ត្រសក់អញ្ចឹងបងប្អូនតាមពិតមានបន្លែផ្សេងទៀតដែលយើងអាចធ្វើជ្រក់បានតើឥឡូវដើម្បីដឹងពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណាសូមបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំណែកនេះគឺជាកន្លងកែវដែលនា
cỏ lò cao tụ cỏ hai sân tới hai niêm nhom còn miền bản tham là tâm xó cha đã tâm xó tới ao chuột bò dân vịt ngồi á hay còn miền bản tham mặt tè phong đá nên dân ai đã tan cho nòng cho nồi chặt cho tập món nên khi chập đào mà thôi tự chịu đòi chặt tự thầm đà như năng chồi tới rồi đạm bật cua hay năng score rồi tham tự mày chắc những phụ chấm non này cường sắm cứ nên khi đã nở lơ video một phần này chập một phần này chơi scope mở bán hay nên khi cô ở bật score nó lấy rồi hái tục về ở phụ chắc mình tập bị tật đang phù hai nên khi bật phơi rồi yoga về một trạng nó không lo cao để dừng chịu đựng tạm một đó một ổn cứ mình 300 tục ở để chạy tê nên cứ chỉ tịnh nấy thua ở sân đại của bọn nên khi nó sôi lỏ hai một ổn ai cro cùng đầu bàn tạm một đó hai một ổn để xa tục nó không cao từ tật có ở dạ pe một yoga một ngày á mình tập bị cho yoga tí pi một ổn yoga về từ class c tới hai lần lớn ai yoga một hộp chỉ mùi nồng tray ăn rồi có tray chiên tam làm rồi cả là bọn ổn cha nấy cro pi yoga hai nên khi yoga về một xong cơm mình thay mình tìm túi đòi mình tâm cả hôm tâm xó hay đang mặt tế chả bóng ôn thôi được khi mình trong mắt thì là chuyện ngành rồi khi mình thay một chút lấy đảm bao là mình tích score mình tích rồi bị chơi mình tích đá chả tập năng mắt cứ bóng ôn chỉ bao chỉ bỏ ai cơm xong năng về lấy sân má cứ thế này là chuyện ngành tạm một đòn anh em trong ngày nè anh em trong vô một hộp cho mình đang tray đại ăn vốn lầm láng cái ta chăng anh mình tên hay đại cua nó có sôi khăng hả đá một phần đáp xem lại mưa tới chẳng chẳng bị tôi bỏ nên khi có số mình chào trầm nắng học phong có play chơi like share và follow page khi mình đã mới phong cho số một cầm số chuẩn bị lìa.